làn dân văn tiên thánh thường làn đông buông tuần quán dáng đền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
son sắt cũng tốt tươi rơm ra trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa so.
tay khơi về mạng rừng bàn, đem cho dăm họ được giàu sang đời đời, đem cho dăm họ đời đời giàu sang. Vâng, chẳng khuyết
ba sao rực rỡ trời đen bảo là lời thắng ô tích đền bảo
tuyết nguyệt đượm. Sân cầu thiên bảo chúc chúc lời phòng chúa chén mồ lòng hồ quỳnh chúc chén trà ở lòng tay cô lâm bình ngọc có các bản tiên dân ông chén ô vàng. Hiến thượng cái bàn trà ô long hiến y thượng kim bàn dâng trà mẫu đơn cùng trà long tình để lúc thừa nhàn hoàng hiến vui. Ơi mấy hồng trà ba chén khuyên linh hương ngũ vị ơi đường mồi kỳ a tân a tân a tân đường mồi kỳ tân chúc chén thượng xuân hồng trà chúc chén thượng xuân hình hương lý vị chân có được mơ mùi mở sách ra xem mấy mấy kỳ thanh nhàn ông thời mở sách ra xem đêm khuya thanh vắng hoàng ngã bàn đèn hút thuốc hạ sợi dăm ba điếu ông bảy ngự lúc thanh nhàn trên ông hoàng bày vui với phù dung với cỏ cây tuyết nguyệt cầm kỳ thi tiểu thu vui bầy lúc tỉnh lúc say lúc tỉnh lúc say hoàng đổ biết được hương thơm khói tỏa ngút rời mây quan hoàng bày say câu hát
nước hoàng ngồi xanh câu kinh cổ say vỡ lòng sông hoàng say truyền xa chi đâu sợ cho những
xa cầu được tòng tâm. Đấng anh mình soi đời vời vời, ai mất chữ tâm thời tội phải lưới trời đùa khắp bốn phương hại nhân thiên hại, ông cho con đường được thoát thân. Bốn năm thương chữ tâm mà để rơi mất hốt là được ông cho thoát thân. Đã lên đắng đắng cầm mà cắn nay mất ông lấy chữ tội chữ pháp mà tâm đừng ai khoe trọn vẹn muôn phần chứ đức, nếu mà đã kém ông bảy thầm cần sao cho bằng. Nghe bảy ra ông cho bầu nước tiên tẩy hết bụi trần thanh nghi cao rồi được mười phần ghế ông thanh gần đầu hoàng bán. Cô nàng đôi dựng bộ khay đèn nề xe à tàu sứ mà bộ móc tiêm chuối làm mà cô nàng ba dựng hộp mì thuốc nang nghi vừa ý ông bày hoàng đất sơn lâm nghi tiên cô làng tư đất đỉnh nhang trầm ngọn đèn khô khêu so tỏ tay ông bày cầm móc tiên. Tình nếp nhu mì tiên cô là sao? Tình nếp nhu mì đầu thu dân con tuấn mã để ông bảy đi chấm mỡ đồng. Tiên cô làng bảy lưng lưng thắt đai hồng cánh khuya sợ tím cầm chiếc đèn lồng cô bước ra dâng chiếc lược ngà cô nàng tắm dâng chiếc lược ngà đôi tay cô trái chuốt lây thực ngờ là khéo thay yêu điều ai tay
khéo tay có sách một đôi giày để hầu. Mười hai các cô sơn trang nghìn bóng ra ông lên